Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em xin tiếp tục lên sóng báo giá một cái đôi bò cái tơ anh chị. Hai con này thì nói về ngoại hình của nó thì rất là cao to anh chị ơi. Tơ tầm khoảng tầm 15 tháng bò. Đây thì đang dòng dây cho ăn cỏ ngoài đồng ha. Đang dòng cỏ. Bò này thuộc về dòng bò Redman trụi, Bola Redman nha anh chị. Bola Redman trụi với một cái khung hình phải gọi là rất đẹp. Dầu yếm tốt, đầu trụi nha. Chân móng đi đứng thì hoàn thiện, anh chị có thể thấy cái tình trạng đi lại của nó ha. Không áp xe, không trật lõi gì hết, chân móng sò nha anh chị nha. Trụ thì đứng thẳng, trụ rất là vững, anh chị nuôi thả lan cũng được, thả cỏ cũng được, mà anh chị nuôi nhốt chuồng cũng được anh chị nha. Nè, một cái đôi bò phải gọi là rất ưng ý về ngoại hình ha, rúng yếm cho đến màu lông da. Màu thì hai con này thì màu đặc trưng là màu bánh mì khét. Đây anh chị xem, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh anh chị ơi. Bò này tầm 14-15 tháng bò ha, anh chị về mua về tầm 2-3 tháng sau là bắt đầu mình có phối tinh anh chị. 2-3 tháng sau bắt đầu mình nó lên giống mình phối tinh được. Bò thì đảm bảo nghiêm chỉnh nha, không chật lỗi. Giao đến mình được quyền dẫn bò đi tới đi lưu, đi kiểm tra về ngoại hình cũng như là tình trạng sức khỏe. Đi đứng, chân móng, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết của chú anh chị và các bạn đây. Màu lông da thì anh chị có thể thấy một cái màu phải gọi là cực kỳ đẹp, đỏ đỏ sậm ha, bánh mì cực kỳ khét luôn. Ở đây thì hai con này là hai con cái tơ nha, Bola Redman. Ăn uống thì anh chị có thể thấy đó, ăn rất là khỏe. Anh chị nuôi nhốt chuồng cũng được mà anh chị nuôi thả cỏ cũng được ha. Này thích hợp cho mấy anh mấy chị nào mà chúng ta đang làm công nhân hay là công nhân viên chức nhà nước, cô giáo thầy giáo gì đó, mà mình muốn kiếm thêm thu nhập thì anh chị chúng ta mua về mình trồng cỏ ngoài ngoài vườn hoặc là ở cái sân vận động hoặc là ở một cái bãi cỏ nào đó, sáng mình dẫn cho nó ra nó ăn, có bóng bóng cây nha anh chị, bỏ ngoài nắng không tội nó, với lại mưa tội nó, anh chị chiều anh chị dẫn về anh chị cho nó uống miếng nước cám, không cần chi nhiều, nhưng mà ngày qua ngày thì nó sẽ sinh sản ra những con bê con đó. Thì năm 3 năm gì đó các anh chị có được bầy bò, anh chị thấy bò nè, không ốm nha, tình trạng cạp cỏ ăn nè anh chị thấy không. Có ai nhiều anh nhiều chị nói điện thoại, ở Úc ơi, bò ở Bến Tre của em đó là người ta cho ăn cám dừa không phải không, là người ta cho ăn thực phẩm không phải không, về anh sợ anh trước giờ chưa nuôi rồi về không có, nó không ăn cỏ không ăn rơm thì chắc chết anh luôn. Nói thiệt với anh chị, cho anh chị thương chứ con bò cái bản năng của nó ăn cỏ giống như em ăn cơm vậy đó, nó ngày nào cũng phải ăn cơm. Con bò nó bản năng nó thì ăn cỏ ăn rơm mà, bây giờ nó không ăn cỏ ăn rơm vậy nó ăn, nó đâu có ăn như heo được anh chị. Con heo còn ăn tấm, ăn cám, ăn những cái loại mà thức ăn thừa, canh cặn đồ á, mình cho nó ăn được. Còn con bò là đặc biệt, không, nó chỉ ăn rơm ăn cỏ. Anh chị nào có cám thì cho nó ăn thêm dặm vô, chứ con bò mà anh chị sợ không ăn rơm không ăn cỏ đâu được. Anh chị thấy nó cạp cỏ không? Bò này cam kết với anh chị, bò bự con cao to đàng hoàng, không phải là treo đầu dê bán thịt chó quay bự đem ra cho anh chị bò có chút xíu. Ở đây bò em cam kết với anh chị, em chỉ nhận tiền cọc đó, xong rồi giao tới cho anh chị kiểm tra rồi đi đứng hoàn thiện mới thanh toán tiền. Còn giao mà không đúng hình đúng mẫu thì anh chị khỏi nhận, em hoàn tiền cọc cho anh chị đầy đủ. Số điện thoại của em là 0383 777 696. Anh chị nào thích ưng thì liên hệ em nha. Và cặp bò này xin báo giá trực tiếp công khai cho anh chị, chốt giá 40 triệu nha anh chị. Tiền nào của nấy, anh chị nào thích thì liên hệ em. Xin thân ái kính chào.